Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 7 cho đến ngày 10 tháng 8. Sáng 8 tháng 8 theo giờ Hoa Kỳ, lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ngay sau lễ đón, hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai bộ trưởng đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm và đánh giá cao kết quả hợp tác song phương trên cơ sở bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng song phương, trong đó bao gồm các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, tham vấn, đối thoại, an ninh biển, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, cứu trợ thảm họa, đặc biệt là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, giả phá bom mìn, tẩy rửa chất độc da cam dioxin, tìm kiếm quân nhân mất tích và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Kết quả hợp tác đã góp phần tăng cường sự tin cậy, mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước. Hai bộ trưởng đã thống nhất các biện pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian tới theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn bản đã ký kết. Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta Ngô Xuân Lịch đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và hữu nghị của phía Hoa Kỳ dành cho đoàn và một lần nữa khẳng định Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Việt Nam chủ trương xây dựng nền quốc phòng tự vệ, đủ để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và luôn ưu tiên phát triển quan hệ dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao sự hợp tác của Hoa Kỳ trong lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam, cũng như trong lĩnh vực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Về quan hệ quốc phòng song phương trong thời gian tới, hai bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo nội dung các văn bản thỏa thuận đã được ký kết, trong đó tập trung ưu tiên vào lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống, cũng như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Liên quan đến vấn đề tẩy độc dioxin tại các điểm bị ô nhiễm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, hai bên đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án tẩy độc sân bay Đà Nẵng và đang tiến hành giai đoạn 2 để cố gắng hoàn thành kịp phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2017. Bên cạnh đó, hai bên cũng đang khảo sát nghiên cứu để tiến hành dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa. Hai bộ trưởng cũng đã trao đổi về vấn đề tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam và thống nhất giao cho các cơ quan chức năng hai bên trao đổi. Khi nào đáp ứng điều kiện về kỹ thuật, sẽ tiến hành chuyến thăm vào thời gian thích hợp. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đánh giá cao vai trò vị thế của Việt Nam trong khu vực, cũng như nỗ lực hợp tác có hiệu quả của Việt Nam trong việc tìm kiếm hải cốt người Mỹ mất tích trong chiến tranh. Bộ trưởng James Mattis cam kết sẽ tiếp tục hợp tác trong việc tìm kiếm thông tin bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh, cũng như hỗ trợ cho việc tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã trao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis hồ sơ mới về địa điểm tìm kiếm hải cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích để hai bên có thể cùng nhau hợp tác trong thời gian tới. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, thành viên đoàn công tác đã trả lời phóng viên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đi theo đoàn về một số thông tin của chuyến thăm. Và ngay sau đây là nội dung trả lời phỏng vấn. Thăm thì đã đạt kết quả tốt. Hai bên đã đạt được nhận thức chung về quan hệ quốc phòng thời gian tới. Theo đó thì quan hệ quốc phòng sẽ thực hiện theo các văn bản ký kết cũng như là các cái thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước. Thì trong đó thì tập trung vào cái khắc phục hậu quả chiến tranh, rồi là đối phó các thách thức an ninh truyền thống, rồi là giáo dục và đào tạo. Thế về vấn đề tàu sân bay của Hoa Kỳ thăm Việt Nam thì Hoa Kỳ cũng có đề nghị theo cái thỏa thuận của Tổng thống Mỹ cũng như Thủ tướng của ta vừa qua, thì hai bộ trưởng cũng đã cùng thống nhất là giao cho cơ quan chức năng để nghiên cứu, khi nào đủ điều kiện kỹ thuật thì sẽ tiến hành vào cái thời gian phù hợp. Tiếp tục bản tin với các thông tin quân sự quốc phòng quan trọng khác. Vào sáng ngày hôm nay, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và kiểm tra nhà máy Z111 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Với các dây chuyền sản xuất hiện đại, hệ thống cơ khí chính xác công nghệ cao được đầu tư, nâng cấp, hiện nay nhà máy Z111 đã sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng đạt chất lượng tốt,
cho ra đời một số loại súng máy, súng bộ binh có độ phức tạp cao. Đặc biệt, nhà máy Z111 đã làm chủ hoàn toàn quy trình công nghệ sản xuất các loại súng bộ binh thế hệ mới, đạt các tiêu chuẩn tác chiến đề ra. Qua kiểm tra các hạng mục công trình, hệ thống trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại mà nhà máy được tiếp nhận, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang biểu dương nhà máy Z111, đồng thời yêu cầu nhà máy cũng như các đơn vị của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục nâng cao chất lượng và tiến độ trong sản xuất quốc phòng, tạo nền tảng thúc đẩy sản xuất quốc phòng theo hướng hiện đại, tập trung nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật để sản xuất súng bộ binh mới đạt chất lượng tốt nhất, cũng như chăm lo tốt đời sống cho cán bộ nhân viên gắn với sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường. Tại buổi kiểm tra và làm việc với nhà máy A-34, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân ngày hôm nay, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, trong thời gian tới, ngoài nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật để hiện đại hóa vũ khí khí tài phòng không tầm thấp, thì nhà máy A-34 cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở duy nhất trong việc nghiên cứu sửa chữa, cải tiến và sản xuất vật tư, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tế vũ khí trang bị kỹ thuật. Nhà máy A-34 là đơn vị có đầy đủ hệ thống dây chuyền trang bị công nghệ, tài liệu công nghệ và lực lượng cán bộ, nhân viên kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm kỹ thuật tuyến cuối và phát triển cho lực lượng pháo phòng không, tên lửa tầm thấp và thiết bị mặt đất, đảm bảo bay cho quân chủng và toàn quân. Từ đầu năm đến nay, nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật theo kế hoạch, chất lượng sản phẩm ổn định, tổ chức sửa chữa cơ động đảm bảo chặt chẽ, phối hợp triển khai dự án đầu tư công nghệ đáp ứng với yêu cầu đề ra. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bế Xuân Trường yêu cầu thời gian tới, nhà máy A-34 cần tiếp tục ứng dụng tốt kỹ thuật công nghệ để duy trì sự phát triển của lực lượng phòng không tầm thấp, phát huy hiệu quả của quá trình đầu tư nâng cấp công nghệ sửa chữa lớn trang thiết bị đặc chủng đảm bảo bay để sẵn sàng đưa vào thực hiện, đảm bảo tốt cho các đơn vị huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Vào sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã tổ chức bàn giao 12,7 hectare đất đã xử lý sạch của giai đoạn 2 dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng cho Bộ Giao thông Vận tải để xây dựng các công trình của sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tham dự có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Được khởi công từ năm 2012, dự án xử lý ô nhiễm môi trường dioxin tại sân bay Đà Nẵng đến nay đã xử lý thành công 94.000 mét khối đất bùn ô nhiễm dioxin. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam đã theo dõi, giám sát, phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ các đơn vị tham gia dự án triển khai công việc, đảm bảo tiến độ đúng quy trình kỹ thuật. Tháng 5 năm 2016, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã bàn giao 5,79 hectare đất sau xử lý sạch dioxin giai đoạn 1 cho Bộ Giao thông Vận tải để đưa vào xây dựng các công trình của sân bay quốc tế Đà Nẵng. Hôm nay, Bộ Quốc phòng tiếp tục bàn giao 12,7 hectare. Trong cái thời gian vừa qua, cụ thể là tháng 5 2016, thì Bộ Quốc phòng đã bàn giao 5,79 hectare đất, và việc này thì đã được xây dựng các công trình như là sân đỗ, đường lăn, rồi các cái nhà để phục vụ cho APEC 2017 vào tháng 11 năm nay. Và trong cái đợt này thì chúng ta bàn giao là 12,7 hectare cũng phục vụ cho cho Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục xây dựng những công trình để mở rộng cái sân bay quốc tế Đà Nẵng, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội cũng như là quốc phòng ở địa bàn. Việc đưa diện tích đất đã xử lý sạch chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng vào sử dụng, xây dựng các công trình sân đỗ, đường lăn máy bay, mở rộng cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với an ninh quốc phòng khu vực miền Trung Tây Nguyên. Cùng với cái xử lý cái dioxin thì tới đây và chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng Việt Nam để xây dựng các cái lộ trình, các cái kế hoạch cũng như là các cái dự án để khắc phục cái hậu quả bom mìn ở cái địa bàn miền Bắc, miền Trung và ở phía Bắc với một cái số lượng cũng rất lớn. Và dự kiến trong cái năm 2018 này thì chúng ta sẽ xử lý khoảng độ, trước hết là khoảng độ 8.000 hectare đất bị ô nhiễm cái bom mìn và chất độc ở một số những khu vực như tôi nói là miền Trung và các cái tỉnh biên giới phía Bắc. Dự kiến đến hết quý 1 năm 2018, dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng sẽ hoàn thành.
Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục bàn giao nốt 16 hectare đất sạch còn lại, đưa vào xây dựng các công trình tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.